Vào khoảng 8 giờ sáng đã xảy ra cháy lớn tại làng nghề gỗ thuộc tổ 4, khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Đám cháy xảy ra làm người dân sống xung quanh và sinh viên trường cao đẳng y tế Đồng Nai cận kề hoảng loạn. Theo nguồn tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ đằng sau xưởng sơn của cơ sở sơn các loại gỗ thành phẩm của gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh. Sau đó bùng phát nhanh, cháy lan hết toàn bộ nhà xưởng. Sau 10 phút nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã huy động 3 xe chữa cháy, xe cứu thương và một xe chuyên dụng chở hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tiến hành dập lửa. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản khá lớn. Hiện nguyên nhân xảy ra cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra. Qua vụ cháy cũng là tiếng chuông cảnh báo cho người dân và các chủ cơ sở cần đặc biệt chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy, vì hiện nay đang trong cao điểm nắng nóng nên cháy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.